Theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2018, Thành đoàn Uông Bí sẽ huy động đoàn viên thanh niên thường trực hướng dẫn công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã phường, đặc biệt đối với những xã phường có tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 thấp. Theo đó, mỗi ngày sẽ có khoảng 3 đoàn viên thanh niên thay phiên tình nguyện trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã phường. Nhiệm vụ cụ thể hướng dẫn hỗ trợ người dân kê khai thủ tục, lập nộp hồ sơ trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch liên quan để giải quyết thủ tục nhanh chóng thuận lợi. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần tình nguyện xung kích của tuổi trẻ thành phố, góp phần nâng cao tỷ lệ tạo thói quen để người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4.